Karaoke Ngọc Quân xin gửi lời chào đến toàn thể anh chị em gần xa. Và ca khúc Em Về Với Người sẽ được thực hiện. Một sáng tác của Mạc Thế Nhân. Karaoke Ngọc Quân đang ngày càng đổi mới, đúng, ngày mai sẽ khác để hoàn thiện thì bao giờ cũng phải đổi mới. Thank you.
gần nhau mấy.